Kính thưa quý vị, chúng tôi là Táo VNA TV, chương trình điểm báo 57.3. Và hôm nay là mùng 30 Tết, chúng tôi lên Thiên Đình để báo cáo tình hình cho một năm qua và đón chào năm Tân Sửu 2021. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Khải bẩm Thượng Đế, chúng thần dưới thế, VNA TV, Logan Kali. Hôm nay cuối năm, chúng thần xin xăm bói được một quẻ, rất là vui khỏe, quẻ ấy bình an, trải qua tai nạn, hết nạn Covid, trần gian rất thích, nên chúng thần đây vội bay lên ngay, báo cáo Thượng Đế. Thượng Đế à, Thượng Đế. Khải bẩm Thượng Đế, không dám khoe mẽ, đại VNA là đài số nhất, tạo nhiều phương cách, báo cáo thật nhanh, tin tức rành rành, không chuyện tào lao, bất cứ khi nào cộng đồng có chuyện là phóng đến liền. Như năm vừa rồi, bầu cử liên hồi, tranh luận gay gắt, chúng thần sắp đặt rất nhiều chuyên viên theo dõi liên miên, từng giây từng phút báo tin đúng lúc, được bà con khen, điện thoại liền liền. Cảm ơn ý à, cảm ơn. Về việc Covid, chúng thần không tiếc mất nhiều thời gian, báo cáo đàng hoàng từng ngày từng lúc, số người đã khuất, số bệnh nhập vào, thế giới ra sao, nước này nước nọ, ai hay ai dở, số người đã chữa, vaccine về chưa, bao giờ thì trích, đồng hương rất thích, thế là thần vui, vui quá à, vui quá. Về việc thế giới, bao nhiêu đổi mới, lãnh tụ Jong-un vừa mập vừa lùn, giết người như rạ, bắn người chưa hả, bèn cho chó nhai, phèn này mắc quay, bị Mỹ cấm vận, thế là thất thần, chửi thề tứ tán. Còn anh chàng Hán, tức là Trung Cộng, bị Trump đánh đồng với phường phá hoại, nên thua đại bại, phải ký giao kèo, phen này bán sale tất cả hàng hóa, không dám phá giá. Lại bên Iran, tính khí hung hăng, làm bom nguyên tử, nhưng Mỹ cũng giữ, máy bay robot một cú đột ngột, bắn chết tây tướng, vào hàng trưởng thượng, chuyên viên chế bom, Iran hết hồn, không còn lộn xộn. Bên Israel cùng Palestine, Trung Đông hòa hoãn, thế giới hân hoan, chờ năm mới sang, thiên hạ bình an, bình an ý a à, bình an. Muôn tâu Thượng Đế, chúng thần dưới thế, xin cùng cúi đầu, chúc ngài thọ lâu, ngàn vạn năm nữa, cũng xin lần nữa, kính chúc cộng đồng, năm mới hạnh thông, tiền vào như nước, tiền ra từng bước, rồng trầu cửa trước, châu trấn cửa sau, phượng đầu trên lầu, hạnh phúc ý à hạnh phúc. Kính báo, kính báo.